quý Phật tử đồng tỉnh xá hòa thượng. Trong đó có các hòa thượng công túc tới thăm viếng để nhắc nhở tiên
để làm sao mà cái sinh hoạt chúng ta cho nó rất là tốt. Thì như vậy đó, cái truyền thống của Phật giáo từ ngày xưa cho đến ngày nay, hay là an cư, thì an cư là tâm túc này, cái ý nghĩa quan trọng nhất của nó là tập hợp lại một chỗ. Tại vì nếu mà chúng ta không tập hợp lại, không gặp gỡ nhau, không trao đổi kinh nghiệm tu hành với nhau, thì lần lần chúng ta đi lệch chỗ. Lần nữa tức là sai biệt, mà khi sai biệt đó, thì đôi khi là chúng ta cắn bát nhân tự nhiên làm cho Phật pháp suy đổi. Vì vậy nếu mà trong Phật giáo chúng ta cái căn bản nhất thì lấy cái vấn đề hòa hợp, cái chuyện tu hành mà không hòa hợp đó, thì trái với lời Đức Phật dạy, thì chúng ta tu như thế nào thì nó hình thức nào đó, đây không phải là ngoài đạo. Cái việc mà quan trọng nhất đó, tôi muốn nhắc cho quý vị của quý sư tức là hòa hợp mà thương ở đây là hòa hợp như nước với sữa. Nên sữa mà bỏ vào trong nước đánh lên đó, thì nó đều chung lại hết, người ta không phân biệt cái nào sữa và cái nào nước. Có thể tất cả coi như là nước mà tất cả cũng là sữa. Thì như vậy đó, đệ tử Đức Phật dù tu ở cái pháp môn nào, nhưng mà khi gặp nhau đó, thì lấy cái ý niệm mà hòa hợp là chính. Chứ đừng bao giờ nên nghĩ là bây giờ chúng ta đây là tu theo thức sĩ và tất cả những cái người tu khác đó, thì cũng giống như mình, tức là khác với mình đó. Quan niệm như vậy thì quan niệm không hòa hợp, mà không hòa hợp đó, thì lần lần nữa là tự cô lập mình. Đó là cái điều sai lầm. Cho nên những ngày nay chúng ta được cái may mắn là tất cả các hệ phái ở Việt Nam chúng ta đã được thống nhất trở lại trong một giáo hội. Thì bây giờ ta lấy cái hòa hợp này đầu tiên là chúng ta hòa hợp cái gì? Hòa hợp đó, Đức Phật cho chúng ta là năm cái pháp hòa, và đây tôi cũng đã làm được hòa. Đây là pháp căn bản của Đức Phật dạy chúng ta là trong cái pháp lục hòa. Nhưng mà trong cái lục hòa này, đối với tôi thì tôi thấy cái quan trọng nhất này là cái vấn đề ý hòa. Các cái phần khác tôi coi như là cái vấn đề vật chất cũng quan trọng. Ý hòa đấy là gì? Tại vì cái sinh hoạt chúng ta đó, thì những cái mặt khác đó, thì chúng ta không thể hòa được. Ví dụ như bây giờ đó, thấy như sư để thực hiện bác sĩ, thì cái sinh hoạt chúng ta trong một cái phạm vi của bác sĩ thì chúng ta hòa hợp được, nhưng mà lại là sinh hoạt chung với các quân y bác tông thì lại không hợp. Hay là có thể giới cũng vậy. Giới thì chúng ta lại có một số những cái giới điều mà chúng ta cần phải tốt cần. Thì như vậy đó, ở trong một cư xứ, trong một cư xứ đó, thì chúng ta nên giữ đủ 6 pháp hòa chứng. Nhưng mà trong toàn thể giáo hội chúng ta đó, thì lấy một cái ý duy hòa. Tức là mọi việc chúng ta cố chấp, mà hãy thấy cái nào tốt và cái nào hay thì chúng ta nên học và nên áp dụng vào trong cuộc sống tu hành. Đó là ở trên cái hướng đường tu hành. Cho nên đầu tiên cái kinh nghiệm của tôi đó, sở dĩ tôi làm đạo được là vì tôi giữ cái ý hòa. Khi mà tới sống với các thầy với cổ truyền thì lúc bây giờ đó, tôi cũng tùy thuận vào cái sinh hoạt của các thầy cổ truyền. Sống với mấy thầy thống nhất thì tôi tùy thuận vào trong cái sinh hoạt thống nhất. Nhưng mà sống với Nam Tông hay là bác sĩ thì tôi tùy thuận vào cái gì? Tùy thuận cái gì? Chỉ có một cái ý. Đương nhiên cái hình thức đó, thì mỗi người chúng ta khác nhau. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó, là cái ý. Đây chúng ta biết. Tức là cái hình thức bên ngoài thì nó là muôn mặt để nó thích hợp với từng lúc, từng chỗ. Nhưng mà còn ở cái vấn đề ý thức của chúng ta thì cái này đã không thay đổi. Vì vậy đó, mà ở trong Phật giáo chúng ta dùng một cái từ gọi là bất biến.
cái bất biến đó là ý thức bất biến, nhưng mà tùy duyên đó là hình thức tùy duyên. Cho nên hình thức nào để thích hợp với hoàn cảnh ở cái lúc đó và chỗ đó thì chúng ta theo chúng ta làm, chứ còn chúng ta không chấp hình thức. Nhưng mà cái bất biến của chúng ta đó là cái ý thức, cái ý mà hòa hợp này đó, thì cái này không phải là cho nên thay đổi cái bản chất của nó, thay đổi cái ý thức tu hành mà mang cái ý niệm ấy, phân biệt và chia rẽ thì cái chỗ này coi như là chúng ta thấy thế nào. Còn hình thức đó, thì chỗ nào? Cho nên đầu tiên đó là chúng ta có cái ý thức mà hòa hợp, ý thức hòa hợp chung tất cả những người ở trong đạo Phật chúng ta là Việt Nam. Còn khi mà xa hơn nước nữa, xa hơn nước nữa, khi đi ra nước ngoài thì tôi nghĩ là có ý thức mà hòa hợp cùng với tất cả các tu sĩ nước ngoài. Tu sĩ Phật giáo, bây giờ dù chúng ta đi tới nước nào, ta gặp các quý vị tu sĩ nước nào thì nữa, đầu tiên chúng ta cảm thấy đây là thân quen. Tức là những người này đã cùng tu trong một cái pháp của Đức Thiên Lan. Cho nên đây chúng ta coi như là bạn. Cho nên vào đầu mùa hạ, đáng lẽ là tôi tới đây thăm sớm hơn, nhưng mà quý vị trưởng thế sư cũng biết thì tôi có cái chuyến công tác qua Mỹ, thì trong cái lúc mà đi sang Mỹ đầu tiên thì tôi tới gặp các cái tổ chức Phật giáo. Nhưng mà tổ chức Phật giáo này ở Mỹ là tổ chức Phật giáo chủ yếu là Nhật và Trung Quốc. Nên Phật giáo Nhật và Phật giáo Trung Quốc đó, thì cái trường hợp này tôi ở tại New York, nhưng mà lại các cái vị tu sĩ Nhật này ở dưới Philadelphia mà họ đi ô tô mà lên tới New York họ gặp tôi. Và khi gặp nhau đó, thì cái này đầu tiên đó, chúng tôi cảm thấy như là thân quen. Cho nên thân với họ cũng như là tôi thân với tăng ni Việt Nam chúng ta. Cái chỗ này đó, được cái là gần gũi hơn. Cho nên gần gũi hơn đó, là vì tôi có khoảng thời gian mà đi học ở Nhật. Cho nên cái văn hóa của họ, cái chuyện tu hành của họ, tôi có cái cảm thông. Cho nên cái khi mà cảm thông ở trong cái vấn đề suy nghĩ và tu hành thì cái này chúng ta dễ hơn. Rồi sau đó, đó là chúng tôi gặp các vị tu sĩ và thuộc về Phật giáo, mà bây giờ họ là Trung Quốc. Nhưng mà Trung Quốc đó thì chủ yếu đó, họ tu theo đại thừa. Cho nên cái cách hành đạo của chúng ta, cái ngôn ngữ đó thì là thấy khác nhau. Nhưng mà ngược trở lại đó, tôi lại nhìn thấy cái kinh nghiệm chúng ta đồng cũng giống nhau. Cho nên từ cái chỗ này đó mà tôi cũng cảm thấy những người này thân quen, hòa hợp được với họ là vì hòa hợp trong chính pháp. Lấy chánh pháp này để làm chuẩn mực để tu hành. Cho nên khi mà quý ni sư tu thì bây giờ đây phải chúng ta nên sống với chánh pháp, sống ở trong chánh pháp chứ đừng sống theo cái gì khác. Mà ở trong chánh pháp ấy, thì như vậy ấy, nó hòa được hết với tất cả các pháp. Còn như thế mà chúng ta chấp ấy, thì chúng ta ra ngoài cái chánh pháp này thì tức là chúng ta tạo ra cái gì. Cho nên Phật giáo và Nhật Bản thì nếu nói là Phật giáo thì cũng lấy cái chánh pháp, Trung Hoa cũng lấy chánh pháp. Bây giờ đó, các tu sĩ ở Sri Lanka, cho nên khi gặp họ thì bây giờ đó, họ cũng là những người tu hành ở trong chánh pháp của Đức Phật, tức là nương theo lời dạy của Đức Phật. Thì như vậy đó, chúng ta cùng sống với lời dạy của Đức Phật thì chúng ta không có gì khác biệt. Còn nếu mà không biết cái điều đó, không sống theo cái chánh pháp này nhé, thì bây giờ đến nhiều khi quý vị ở chung trong một tỉnh xá mà có thể là thấy xa lạ. Ở đây có những sư nào mà đang tu ở trong cái tỉnh xá độc phương này mà thấy những người bên cạnh mình xa lạ. Cái này thì thường đó, chúng ta hay nói gì? Tức là không cách mặt nhưng mà cách lòng, cái này rất nhiều. Cho nên trên cái bước đường tu hành ấy, ở bên đại thừa thành là đọa thân văn. Cho nên đọa thân văn tức là không cách mặt nhưng mà cách lòng. Hàng ngày ngồi kế bên cạnh nhau vậy, ở đây là đi trưởng, mặt đêm kế bên này là đi trưởng càng đêm.
tôi ngồi kế bên cạnh nhau. Nhưng mà hai đi chỗ này đó, nếu mà đi chỗ ngoài đây đó, tôi là trụ trì tỉnh xá, một phương một đi chỗ, tại vì nó tôi là trụ trì tỉnh xá một viên đó. Thì như vậy đó, cái lòng của hai đi chỗ này đó, một người thì ở một phương, người ở một viên, mặc dù ngồi kế bên cạnh nhau đó, mà đi chỗ càng thì cứ thấy mình là một viên chứ không phải một phương, thì như vậy sao? Tôi ngồi kế bên cạnh nhau nhưng mà không thấy nhau được mà thấy cái gì xa cả, đó là phần nhiều là chúng ta sai lầm, cho nên chúng ta sai lầm thì như vậy nên với Đức Phật đó là tất cả các vị Bồ Tát là tuy hành đạo cũng mười phương nhưng mà vì cái lòng của họ nó là luôn tưởng Đức Phật cho nên ngày qua như là họ là thân cận với Đức Phật. Còn ngược lại đến các đệ tử Thích Văn là tuy sống bên cạnh Đức Phật nhưng mà cách Đức Phật cũng được cách cái gì cách lòng, cách lòng chứ không phải cách mặt. Thì bây giờ chúng ta tu hành ở đây điều quan trọng nhất là chúng ta cách mặt mà không xa lòng. Thì cái tập học này là cái ý thức hòa hợp của chúng ta. Thì bao giờ mà Phật giáo chúng ta tất cả tăng ni và Phật tử là đều thực hiện được cái điều chí hòa, tức là cách mặt nhưng mà không xa lòng đó, thì khi đó là Phật giáo chúng ta như vậy. Còn thường sống bên cạnh nhau nhưng mà cái ý tưởng thì hoàn toàn khác nhau thì đây là cái điều phải sai lầm lớn và đưa Phật giáo chúng ta tới cái chỗ suy bại. Đó là cái việc mà vô cùng quan trọng mà tôi muốn nhắc cho chồng ý tưởng. Sở dĩ tôi làm đạo được là nhờ có cái ý niệm vàng là chính. Rồi đến từ cái chỗ này xa hơn nữa, ở trong Phật giáo chúng ta hòa được hết rồi thì xa hơn nữa thì đối với tất cả các tôn giáo khác, chúng ta đang đối với tất cả các tôn giáo khác và đối với tất cả các thành phần xã hội khác mình chúng ta vẫn có ý thức hòa. Cho nên ở trong đoàn của tôi đi thì nó có hai vị linh mục và một vị mục sư, tức là Thiên Chúa và Tinh Lành. Cho nên ngoài các cái cơ sở Phật giáo mà tôi thăm thì chúng tôi còn tới thăm cái tổng hội Tinh Lành của Mỹ. Cái tổng hội Tinh Lành của Mỹ thì họ có đến trên 60 triệu. Đây phải nói là cái tổ chức lớn và giàu ở cái tổ chức gì thế giới là trong tôn giáo. Tại vì cái tổng hội Tinh Lành của họ ở đây tôi nghĩ mình có cái chùa nào mà còn lớn mà của họ nên có thể nói là cái chùa cái tỉnh xá Độc Phương của mình đây tôi có cái cảm giác rất là tốt bằng cái nhà ăn của họ thôi. Tại vì đi vào ở trong cái khu này đó, nó rộng mênh mông. Thì nếu mà không có người dắt thì đi làm mà nhà đó. Mà cái tổ chức này, cái tổ chức hội nhà thờ của Mỹ này thì gần như nó chi phối toàn tin. Đó là một tổ chức lớn. Nhưng mà khi tôi vào thăm cái tổ chức này, đi vào thăm ở trong cái tổ chức đạo Đức Lành này thì tôi cũng lấy cái ý thức mà hòa hợp, cái ý thức hòa hợp để sống. Cho nên đầu tiên là tôi nghĩ ngay nó cả là những người mà đối diện với chúng ta đây đó, họ nghĩ cái gì, họ muốn cái gì đấy thì tùy theo cái nghĩ của họ, tùy theo cái muốn của họ mà mình phát biểu, thì như vậy đó tự nhiên họ cảm thấy thân quen. Ở đây là cái nghĩ tôi. Cho nên những người tu đó mà phạm phải cái sai lầm đó là cố tìm những cái ngược lại với người ta mà nói thì cái này thường dễ trú họa vào tâm. Cho nên cái gì mà họ đang nghĩ trong lòng đó, thì mình nói thẳng vào cái họ đang nghĩ thì cái này họ dễ hiểu hơn và dễ. Đây là cái kinh nghiệm mà làm đạo của tôi, tức là chúng ta bắt đầu hòa với xã hội hòa với cuộc đời. Cho nên khi mà hòa với xã hội, hòa với cuộc đời thì lúc bây giờ
tôi gặp những người tinh lành này, tôi thấy bắt gặp được họ một cái tư tưởng mà tôi thấy cái tư tưởng của họ rất là hay, là ở cái chỗ gần với chúng ta. Chỗ này biết là quý vị trưởng ngày xưa có suy nghĩ tới, tức là bên đạo Phật chúng ta đó, tôi tu theo cái pháp hoa thì Đức Phật không vào niết bàn. Giờ đây cái gì mà ngày xưa nghĩ Đức Phật mình có vào niết bàn chưa? Cho nên nếu mà nghĩ Đức Phật đã vào niết bàn trên cuộc đời này nữa, không có Đức Phật thì chúng ta rất là tiểu tượng. Hay là chúng ta có quan niệm đó, chúng ta sanh ra trong cái thời mạt pháp mà cách Phật đã xa rồi, thì đây chúng ta rất là tiểu tượng. Tại vì mình cảm thấy mình côi cút, mình cảm thấy khó Đức Phật thế rồi, mình tu đây mình gặp như thế. Tại vì nếu thấy cái người tu theo kinh pháp hoa thì nhìn khác lại, tức là thức tỉnh lại, tức là Đức Phật không vào niết bàn, mà đây chúng ta gọi là phương tiện diện niết bàn. Đức Phật vào niết bàn là phương tiện diện niết bàn. Cho nên ở trong kinh pháp hoa mà cái phẩm Như Lai Thọ Lượng, tức là nói về Đức Phật ở trong kinh, thì như vậy đó, chúng ta thấy quan niệm về Đức Phật theo kinh pháp hoa, quan niệm về Đức Phật theo Thích Quang Nghiêm và quan niệm về Đức Phật theo tiểu thừa, cái này khác. Cho nên người theo tiểu thừa thì quan niệm Đức Phật là con người tu hành thành Phật và nhập niết bàn, tức là chết trên cuộc đời này không có Phật. Thì ở trong cái lúc đó nghĩ rằng trên cuộc đời này không có Phật nữa thì mới đi sư đọc cái niết bàn thấy không? Nên chưa tăng lúc bây giờ nghĩ được sướng lắm. Đã còn Đức Phật thì Ngài nói cái này, Ngài giải cái niềm nhận cái nọ, phiền quá. Bây giờ không có Đức Phật nó sướng quá, tha hồ không làm. Đó là cái quan niệm mà không có Đức Phật. Thế nên không có Đức Phật trên cuộc đời, cho nên lúc bây giờ ta muốn làm gì ta làm. Nhưng mà bây giờ đây, Kinh Pháp Hoa cũng cho một cái ví dụ tôi thấy rất là hay, gọi là ví dụ lương y. Cái ví dụ lương y trong Kinh Pháp Hoa tức là ông thầy thuốc. Ví như có một thầy thuốc giỏi mà chữa được rất nhiều bệnh, ông này có nhiều con. Khi có dịp phải đi xa, các con ở nhà cũng làm thuốc độc, làm mất cả tâm. Cái câu chuyện này rất là đơn giản, nhưng mà chúng ta đem câu chuyện này đặt vào trong cuộc đời tu hành chúng ta đó, để chúng ta nghiệm ra thì chúng ta thấy có nhiều chuyện hay vô. Một vị lương y, một thầy thuốc giỏi này, ta nên ta tiến này cho Đức Phật. Cho nên Đức Phật là một con thầy thuốc giỏi, chữa được rất nhiều bệnh, rất nhiều bệnh. Thành ra bệnh nào Ngài chữa được, nó thân bệnh chữa, tâm bệnh chữa, cái nào chữa. Cho nên ai tới với Đức Phật có bệnh nào đều được Đức Phật chữa khỏi hết. Thì giờ chữa khỏi hết cho nên các vị này mới chứng đắc A La Hán, mới đi vào cái bàn được chứ thánh tăng lên đến chung. Cho nên trong thời Đức Phật đó, chúng ta hình dung ra được Đức Phật là vị lương y, tất cả chúng sanh này đó là đều hình hoàng hết. Và cái khi tới với Đức Phật á, thì Đức Phật có điều chữa cho họ lành bệnh hết. Tất cả cái trần lao nghiệp chướng này á, Đức Phật có chữa khỏi hết. Cho nên làm cho những người này trở nên hiền thánh hết. Quý vị thấy thế. Khi Đức Phật chưa ra đời thì tất cả những người này là ngoại đạo tà giáo. Nhưng mà khi có Đức Phật ra đời thì Đức Phật chữa cái bệnh tà giáo ngoại đạo của họ đó, để họ trở thành hiền và thành thánh. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên họ trở thành hiền là thế nào, họ trở thành thánh là thế nào đấy. Cho nên Đức Phật chữa cho họ, dạy cho họ, là chúng ta suy nghĩ cho mình. Cho nên trở thành bậc hiền. Bậc hiền đây là ta gọi là tam hiền. Cho nên tam hiền, thì ở trong cái chúng tam hiền này, nếu là dị thừa thì ta lấy là Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A La Hán. Là thánh ấy, thì ta nói là A La Hán. Các vị thánh là các vị A La Hán. Nhưng mà nói cho đại thừa ấy, thì tập trụ, tập hạnh, tập hồi hướng
ta gọi là gì, thập địa hay là thánh. Cho nên trên bên đại thừa thường gọi là tam hiền thập thánh. Vậy là tam hiền thập thánh, tức là ở trong thập thánh đó, thì nó thập địa bồ tát thì gọi là thập thánh. Thì như vậy đó, tất cả những cái hiền thánh này trước khi gặp Phật đó, họ là những chúng sanh đau khổ, họ là những người theo tà giáo, những người tu theo ngoại đạo, tất cả những người này. Nhưng mà tới với Đức Phật đó, thì Đức Phật uống nắng và chữa trị cho họ tận là hết những bệnh này. Thế chữa trị bằng cách nào? Thế trong kinh Pháp Hoa nó bảo rằng cái người cầu đạo, kinh văn thì nói tư tế, cầu duyên giác thì nói 12 nhân duyên, cầu Bồ Tát thì nói sáu pháp tăng. Ta đã triển khai ra tam thừa giáo để mà trị các cái bệnh của chúng ta. Thì cái này rõ nhất đó, là vì những cái người mà nhiều tham dục, nhiều tham dục thì Đức Phật dạy họ quán tưởng. Chúng ta đã quán tưởng cho nên bây giờ tất cả các nước mà theo nam truyền Phật giáo đó, thì thường lấy cái thiền của định xứ là được. Ta đang quán cái thứ niệm xứ để rồi nó thành hiền, rồi thành A-la-hán. Ở đây thì tôi nghĩ chắc là mấy vị sư thường hay tu cái thiền tứ niệm xứ, nhưng mà phải tu cho đúng thì nó sẽ có kết quả. Thế tu tứ niệm xứ cái này là cái điều quan trọng nhất, khởi đầu cho tất cả chúng sanh nặng nghiệp. Nên chúng sanh nặng nghiệp là nhiều tham dục, nhiều tham dục, nhiều ham muốn, nhiều hơn cũng quán cho nên bây giờ phải quán tưởng cái này. Mà quán tưởng cái này thuần thục rồi đó thì chúng ta được giải thoát được. Tại sao vậy? Tại vì mọi việc ở trên cuộc đời này đó, thứ nhất là chúng ta quán là vô thường, là khổ, là không và vô ngã. Thì cuộc đời này nếu mà ta an trụ tâm vào trong bốn cái pháp quán này đó, thì đối với cuộc đời này ta còn ý nghĩa gì? Mà không còn ý nghĩa gì thì tất cả những cái hơn thua tất chắc cái đều bao giờ xảy ra. Trên bước đường tu hành của tôi đó, là vì từ nhỏ đi tu đó, là tôi thực hiện cái pháp quán này. Cho nên nhờ quán thuần thục cái này mà tôi không có tranh chấp bất cứ ai, không hơn thua với bất cứ ai, cho nên cái từ chỗ này mà thâm nhập được Phật đạo. Đây là điều quan trọng. Còn những người theo Phật nhưng mà không thực hành lời của Đức Phật dạy này, không quán tưởng, thì cái trường hợp này á, lần lần cái tham dục ta tăng lên, nó tăng lên một nào chúng ta này. Ở ngoài đời á, thì bây giờ đến chúng ta tham nhà cửa ruộng vườn, thế bây giờ đến chúng ta đi tu con đường này thì chúng ta cũng tham cái gì nữa. Thật ra vô trong chùa đó, nhiều khi là chúng ta cũng tham ruộng vườn, cho nên đi xin tiền là đã mua đất, rồi đã cất tỉnh xá, rồi đó lại là khu đệ tử. Nhưng mà không ngờ cất tỉnh xá, khu đệ tử, rồi cái tỉnh xá thì nó làm khổ mình, đệ tử thì nó cũng làm khổ mình. Tại vì khi mà phước mình không có, mà nghiệp mình nặng lên thì chính cái này là làm cho mình khổ. Tôi mà sướng hơn cái gì trưởng là tại tôi có tỉnh sáng. Tôi có tỉnh sáng mà tôi cũng có đề tử. Cho nên cái cuộc sống tu hành của tôi dễ được. Đây là kinh nghiệm trên bước đường. Tại vì chúng ta quán vô thường, khổ, không và vô ngã. Tức là mọi vật vô thường, tâm của người vô thường, hoàn cảnh vô thường, tất cả đều là vô thường hết. Ta giữ lại được bất cứ cái gì hết thì ta để tâm vào đó để làm gì? Cho nên chúng ta buông bỏ, nhưng mà để tâm vào trong Phật pháp, chứ không phải là bỏ trống luôn. Tức là bỏ là chúng ta không để tâm vào trong vật chất, không để tâm vào trong cuộc sống, không để tâm vào trong cái gì quyền lợi danh vọng thì mình bỏ đi, không để tâm vào mấy chỗ này. Mà nhờ không để tâm vô trong những chỗ này cho nên cái tâm chúng ta đem để vô tam tạng thánh giáo. Cái tâm chúng ta đem để vô trong tam tạng thánh giáo, đem để vào trong Phật pháp, cho nên cái tâm chúng ta nơi đó nó thâm nhập về Phật pháp, nó hưởng thụ được Phật pháp.
Còn bây giờ nếu tâm chúng ta là nên để vào danh lợi thì bây giờ đã lâu ngày cái danh lợi nó làm ô nhiễm tâm ta. Cho nên nhiều người đi tu lâu rồi đó trở thành hư rồi. Thì ta biết đó là vô thường, cho nên bây giờ cái vô thường này chúng ta bỏ đi, chúng ta đem để tâm vào trong trong cái thường. Cho nên thường bất biến này đó là ta gọi là Phật pháp hay là chân thường. Cho nên lâu ngày như vậy đó thì chúng ta chứng được cái chân thường, tức là bỏ cái vô thường để chứng cái chân thường. Mà chứng cái chân thường này là gì? Tức là cái tâm chân như của chúng ta, tâm chân như của chúng ta đấy, tức là như như bất động cái tâm này. Mà cái tâm chân như này nằm ở trong Phật pháp đó, thì bây giờ đó, chúng ta đi tới đâu đó, chúng ta cũng mang cái tâm này đi, chúng ta mang cái Phật pháp này đi, thành ra Phật pháp này trở thành sự nghiệp. Thế nên bây giờ đó, đi chỗ Hoàng Tiên có cái tịnh xá Ngọc Phương. Nhưng mà đi rời cái tịnh xá Ngọc Phương này ra là đi chỗ không có gì hết. Nhưng mà tôi không có cái tịnh xá nào hết. Nhưng mà tôi có cái Phật pháp ở trong lòng tôi. Cho nên tôi mang cái Phật pháp này, tôi mang cái tâm này đi khắp ở trong, trong thế giới. Cho nên chỗ nào thì cái Phật pháp này tôi cũng chịu được. Rồi đến sau khi mà tôi chết rồi đó, thì sao cái Phật pháp này tôi mang đi? Cái Phật pháp mà tôi học được, tôi tu được đó, thì cái Phật pháp này dính liền với tôi chứ. Không bao giờ mất. Tái sanh ra đời sau thì tôi lại không thích hơn. Tái sanh ra đời sau thì tôi lại đẹp hơn. Tái sanh đời sau thì tôi lại khỏe hơn. Thì bây giờ đó, khỏe hơn, đẹp hơn, thông minh hơn thì tôi sẽ làm được các Phật sự lớn hơn. Và cái này ở trong Phật pháp nó là một thế giới vô hình, không thấy được nhưng mà đó là vô hình. Còn nếu mà kẹt vào trong thế giới vật chất, kẹt vào trong thế giới vật chất thì khi mà chúng ta chết rồi thì cái này bỏ lại, tất cả đều bỏ lại. Và khi bỏ lại thì sao? Lòng chúng ta điếm chết. Nên tôi thấy các vị tu lớn tuổi rồi cứ lo cứ sợ, không biết là khi mình chết rồi đó cái tịnh xá này ai coi, rồi đó mấy cô sao này có làm được hay không, khổ quá. Cho nên đau khổ mà chết đó, thì nó thành bại. Cái công tu hành của chúng ta đó, cố gắng xây dựng một cơ sở vật chất, rồi khi đó không có người quản lý đó, thì chúng ta khổ sở. Cho nên tôi đã có nhiều người đó, đề nghị tôi xây dựng cái chùa Nguyên Hai, bên đó thầy có đất rộng, có ông xây ủi. Nên tôi nghĩ ngay tới chỗ bây giờ xây cái chùa Quy Nhơn Hai lớn rồi nữa, rồi sau này tôi chết rồi ai làm? Và nếu hãy mà họ làm không vừa ý mình là khổ, mà khổ đó thì không đi về tịnh độ được, tái sanh trở lại là ma là quỷ gì đấy, còn quỷ chùa. Đấy là sự thật. Cho nên khi ta quán các pháp là vô thường, lúc bây giờ chúng ta thấy tâm là thường, tâm chúng ta là chân thường, Phật pháp là chân thường, cho nên chúng ta thâm nhập vào Phật pháp, lấy cái này làm chính. Thì nhờ như vậy đó mà tôi trải qua trên 50 năm tu hành cái pháp này, do đó ngày nay tôi không có gì hết, nhưng mà tôi có Phật pháp ở trong lòng. Cho nên nhờ cái Phật pháp này mà nó nuôi lớn tôi và sống với nó và đi khắp tất cả mọi nơi làm hiện tượng. Đó là cái việc mà quan trọng cái giáo lý của Đức Phật thực là làm được. Cho nên khi mà chúng ta tu hành trong cái thời Đức Phật còn tại thế thì Đức Phật nhắm vô tất cả những chúng sanh cầu kinh văn này, ngày đêm cái pháp này ngày dạy. Cho nên ngày dạy tất cả những người này nghe lời Đức Phật đó, thì cái trường hợp này tu quán tưởng thành thục rồi, cho nên họ đều thâm nhập vào Phật pháp. Nên trên bước đường tu hành của chúng ta đây, cái điều quan trọng nhất là tôi muốn nhắc cho quý vị trưởng quý sư là thâm nhập Phật huệ. Tức là phải thâm nhập Phật huệ, sống với Phật pháp, lấy Phật pháp làm sinh, làm mạng của mình, thì cái này nó sẽ lâu dài. Còn lấy vật chất, lấy phải trái hơn thua, mà làm sinh, làm mạng của mình, thì cái trường hợp này mình sẽ bị đau khổ về những chân. Cho nên cái việc tôi thấy này rất rõ. Cho nên cái đời tu hành của chúng ta là lấy trí tuệ làm chính, cho nên thâm nhập Phật huệ.
Điều này là cái điều quan trọng. Thành ra học Phật pháp càng rộng càng sâu càng cao chừng nào thì cái này càng tốt cho chúng ta, cái hiểu của chúng ta đến cái này là đó là ở trên cái bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ mà thâm nhập Phật huệ này á, lần lần tất cả những người này đã đều đưa lên nhiều cảnh đó trong thời Đức Phật. Nhưng mà ông thầy thuốc giỏi thì ông đã chữa được tất cả những bệnh cho những con cả. Bây giờ có việc xa phải đi lâu ngày, thành ra có việc xa phải đi lâu ngày thì bây giờ chúng ta đọc lại cái tham qua chúng ta thấy Đức Phật nhập niết bàn. Cái Đức Phật nhập niết bàn mà Đức Phật nói đó, nhập niết bàn không phải là chết đó. Tại vì ta thành Phật chỗ này có tên này, thành Phật chỗ khác có tên khác. Cho nên tùy theo cái yêu cầu, tùy theo cái yêu cầu Phật sự mà Đức Phật xuất hiện chỗ này cũng hiện chỗ khác để do qua chúng sanh. Cho nên khi Đức Phật đi xa thì chúng ta tưởng là Đức Phật chết. Tức là Đức Phật chết ở đây chúng ta không thấy thân Phật chết nữa. Chứ còn cái con người tâm linh của Đức Phật, con người tâm linh, con người bất tử này sao chết. Đây là cái việc mà quan trọng đấy. Cho nên chúng ta mới đem ví dụ như ở trong chùa có một cái người giỏi giúp đỡ mọi người. Nhưng mà cái người này đi xa rồi đấy thì những người con ở nhà này sẽ không làm được nữa. Tại nãy nó có cha nó kiềm chế cho nên nó tốt. Bây giờ nó ngày đi xa rồi cho nên lúc bây giờ nó hư hỏng. Những đứa con này hư hỏng. Cho nên từ cái chỗ hư hỏng này là khi Đức Phật không hiện hữu trên cuộc đời. Cho nên không xuất hiện trên cuộc đời chứ không phải là Đức Phật chết, nên chúng ta hiểu cái nghĩa đó. Cho nên ngày không hiện hữu chứ không phải là ngày chết đâu. Tại Đức Phật thật là Đức Phật tâm chết. Nhưng mà Đức Phật sanh diệt á, Đức Phật tứ đại á, thì cái này mất. Cho nên tứ đại mất. Nhưng mà lúc bây giờ tất cả những người đệ tử của Đức Phật đây á, khi mà chúng ta nhìn về Đức Phật, chúng ta nhìn bằng cách nào? Bây giờ Đức Phật không còn cái cuộc đời này nữa. Nhưng mà chúng ta hình dung ra là có Đức Phật. Cho nên Đức Phật này là Đức Phật bằng niềm tin. Cho nên Đức Phật bằng niềm tin đó, chúng ta có Phật. Vì vậy đó, mà các ông Kinh Lành nói với tôi đó, ông nói là tôi có cái cảm giác là Chúa không có chết. Ông biết Phật không? Ông nói là Chúa không có chết. Thành ra Chúa không có chết mà Chúa vẫn hiện hữu. Vẫn hiện hữu. Cho nên tôi tin vào Đức Chúa hiện hữu, chứ tôi không tin vào Đức Chúa Kitô mà bị đúng định. Đây là cái người đạo Kinh Lành. Nhưng mà tôi lấy cái chỗ này để tôi so với cái Kinh Pháp Hoa của thầy. Tại sao họ tin vào Đức Chúa hiện hữu, cho nên họ cầu nguyện Đức Chúa hiện hữu này che chở cho họ, chỉ đạo cho họ. Thì bây giờ bao giờ mà Đức Chúa hiện hữu này đến chọn họ, gia quyền đó cho họ thì làm cho cái đầu họ thông minh hơn, làm cho họ có sức khỏe tốt hơn, làm cho họ được nhiều việc hơn. Không có nghĩa như vậy. Thế như vậy chúng ta tu theo như Pháp Hoa, chúng ta thấy rõ, tức là Đức Phật cũng không phải là chết. Đức Phật vẫn hiện hữu. Vẫn hiện hữu, nhưng mà vì Ngài hiện hữu dưới cái dạng Phật tâm này. Cho nên hiện hữu dưới cái dạng Phật tâm này, cho nên Ngài tới được với tất cả mọi người. Chứ nếu mà Đức Phật Thích Ca chỉ còn hiện hữu trên cuộc đời này với tư cách là một người Ấn Độ đó, thì hãy cái khi mà Ngài đi qua Việt Nam đó, thì bên Ấn Độ có Phật. Và Ngài đi qua bên Nhật đó, thì Việt Nam cũng không còn Phật. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật vào Niết Bàn rồi, Đức Phật không hiện hữu bằng thân tứ đại nữa, thì bất cứ chỗ nào, bất cứ lúc nào, nếu có một người nào đó tin ở Đức Phật, nghĩ tới Đức Phật, thì Đức Phật hiện hữu được ngay trong lòng họ. Hiện hữu ngay trong lòng họ. Và đây là cái việc tu của tôi nhận ra được. Cho nên từ cái chỗ chúng ta tu gian, chúng ta cầu nguyện, chúng ta lễ bái, chúng ta đọc tụng kinh, thì lúc bây giờ chúng ta thấy ta với Phật gần nhau. Cho nên trên cái bước đường tu hành ấy, nếu mà quý vị ấy, người nào có căn lành
thì cái điều đó sẽ có cái điều tốt. Khi chúng ta thắp hương lên, chúng ta làm kinh tra, chúng ta tụng, chúng ta lại thì chúng ta cảm thấy giữa mình với Phật có cái gì gắn liền đó. Tuy là không thấy bằng mắt, nhưng mà lòng chúng ta nghĩ tới Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật vẫn hiện hữu ngay ở trong lòng chúng ta. Cái điểm này là điểm quan trọng của ta. Thì hai cái này là giữa mình với cái tinh thần có điểm gần này. Thì tôi mới nhắm vào cái điểm gần này để nói chuyện với họ. Nhắm điểm gần này nói chuyện với họ thì họ rất cảm thông. Họ rất cảm thông và rất hiểu biết chúng ta. Chứ lúc bây giờ nếu mà quý vị có cái định kiến tôi là theo Phật giáo, ông là theo tinh lành, cho nên giữa ông với tôi là kẻ thù. Nên cái tinh lành với Phật giáo sao gần nhau được. Nhưng mà nếu chúng ta có tâm hồn cỡ mở như vậy thì chúng ta sẽ gần ngay các vị sư kia dễ dàng. Nên chúng ta đã gần được với họ, tìm một cái điểm của họ với mình để gần nhau, nghĩ tới thì cái này có thể là hiểu biết và cảm thông với nhau. Còn nếu mà có cái ý định đáp đi thì ngay như ở trong Phật giáo chúng ta đó, chúng ta có thể chia sẻ. Đây là cái điểm mà vô cùng quan trọng. Cho nên tôi nói là mình hòa được với các tôn giáo khác. Bây giờ ở trong cái câu chuyện mà tôi nói là cái vị lương y này đi xa đi, ông thầy thuốc giỏi này đi xa đi, rồi đó những đứa con này đó, ở nhà uống làm thuốc độc. Đây là một cái ý cũng ở trong cái kinh này. Uống làm thuốc độc, có người bất bản tâm mà có người không bất bản tâm. Tức là có người bất bản tâm rồi, có người mà không bất bản tâm. Thì cái này hay cái này. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành này của chúng ta đó, chúng ta cũng nhận ra được những người đệ tử nào của Phật mà bất bản tâm và người đệ tử nào của Phật đó, mà chưa bất bản tâm. Cho nên bất bản tâm thì coi như là cuồng si rồi. Cho nên những người này cuồng si rồi, tức là nghĩ là cha mình chết rồi, không còn nữa, coi như là không còn gì nữa rồi. Cái này là những người đệ tử ta gọi là bất bản tâm. Ta đã bất bản tâm cho nên họ không còn nương theo giáo pháp của Đức Phật mà tu hành. Còn những người mà chưa bất bản tâm, ta đã chưa bất bản tâm thì họ nghĩ sao? À bây giờ đó, không có Đức Phật trên cuộc đời, nhưng mà giáo pháp của Đức Phật còn ở đây, cho nên bây giờ đem giáo pháp này ra để đọc tụng, để suy nghĩ, để tìm hiểu và để áp dụng tu hành. Cho nên khi mà có Đức Phật ở trên cuộc đời này thì Ngài trực tiếp dạy người ta tu. Bây giờ không có Đức Phật ở trên cuộc đời này thì những lời dạy của Ngài để lại chúng ta có thể tìm hiểu trong đây tu hành chứ. Cho nên những người không có bản tâm đó, thì cái trường hợp này nhé, không có Phật nhưng mà lại nương vào kinh của Đức Phật, nương vào pháp của Đức Phật mà tu hành. Tại vì không bất bản tâm cho nên mới lấy thuốc để uống được. Còn những người bất bản tâm thì những người này đó không sử dụng thuốc nữa, tức là không sử dụng được. Còn những người mà không bất bản tâm này đó là những người có một suy nghĩ mới. Tức là không có Phật nhưng mà lại còn là dạy của Đức Phật, là coi như Phật. Cho nên ở đây là ta gọi là cái tư tưởng pháp thân sanh. Pháp thân là gì? Tức là giáo pháp, pháp thân. Đức Phật không còn nữa nhưng mà lời dạy Đức Phật còn ở đây, cho nên ta có thể nương theo lời dạy này mà chúng ta tu hành, ta mới có kết quả. Thì những người mà không mất bản tâm, nương theo lời dạy của Đức Phật rồi tìm hiểu rồi đúng như pháp tu hành, thì một thời gian đó, cái trí tuệ còn phát sinh, cái đạo đức còn phát sinh. Còn những người mà mất bản tâm rồi đó thì họ cũng tu hành, họ tu hành. Nhưng mà bây giờ cái chuyện tu hành của họ không đơn theo giáo pháp nữa. Và bây giờ họ có thể rút một cái tượng Phật bằng đồng, họ rút một cái tượng Phật bằng vàng, họ chạm một tượng Phật bằng gỗ hay là bằng đất hoặc xi măng gì đó, họ để thì họ thờ. Họ thờ, họ coi như đây là Đức Phật. Cho nên những người mà thờ Đức Phật đó, đem một cái cục đá, cục đất, cục xi măng lên đây để mà
mình coi đây là Phật để mà mình lại và mình cầu Đức Phật này để mà ban phước giáng quả cho mình thì cái này có được không? Cái này là điều này điều sai lầm. Cho nên ở trong kinh Kim Cang nó có nói là Phật á, cho nên Đức Phật á, bằng đồng thì không thể độ được lò đúc. Tại chính cái lò đúc nó đúc ra cái tượng bằng đồng. Cái Phật bằng đất á, thì không thể độ được nước. Cái đất bỏ xuống nước là rã, trôi đi. Cái Phật bằng gỗ á, thì không thể độ được lửa. Cho nên không độ được nước, không độ được lửa, không độ được. Thì lúc bây giờ cái gì độ được chúng ta đấy? Cho nên lúc bây giờ chúng ta mới phát hiện ra được. Cho nên Phật tâm độ được chúng ta, Phật pháp thân độ được chúng ta. Tức là pháp để độ chúng ta. Nên trên cái bước đường tu hành đó, cho nên Đức Phật dạy chúng ta đó, là nên nương tựa vào pháp chứ đừng nương tựa vào gì khác. Nên nương tựa vào chánh pháp chứ đừng nương tựa vào gì khác hết. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên chúng ta nương tựa vào pháp, nương tựa vào pháp để hành trì. Vì vậy đó, là trên cái bước đường tu của tôi đó, bây giờ ví dụ như đi qua bên Mỹ, đi qua bên Mỹ thì mấy thầy, mấy mục sư kia thấy tôi nghe tôi tụng kinh ở trong khách sạn, còn sao lại mình tụng kinh trong khách sạn? Đối với tôi thì chỗ nào mà có pháp thì chỗ đó có. Cho nên ngồi trên máy bay tôi tụng kinh. Tôi ngồi trên máy bay cũng tụng kinh đó, để gì? Ngủ máy bay có rớt là mình theo Phật. Máy bay rớt là mình theo Phật. Đó là cái sự thật. Vào ở trong khách sạn vắng vẻ, có thì giờ thì ở nơi đây mình cũng tập kinh, mình suy ngẫm về lời dạy của Đức Phật. Suy ngẫm về lời dạy của Đức Phật thì giữa mình với Phật mới gần gũi hơn. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Cho nên nương vào giáo pháp của Đức Phật, nương vào giáo pháp của Đức Phật tu hành thì cái này là chính. Còn nếu mà chúng ta nương vào cơ sở vật chất để ta tu hành thì cái trường hợp này vật chất chỉ là phương tiện để chúng ta tu thôi. Chứ coi nó là cứu cánh thì cái này chúng ta kẹt nó lắm. Thế nên tôi thấy nhiều chùa hay là nhiều thầy thì thiệt ra rất là nghèo, nhưng mà phải cố gắng làm sao mà đi vận động tiền để mà đúc cho được cái tượng đồng mấy tấn. Cái tượng đồng mấy tấn cho có độ chúng ta được. Đây là cái việc quan trọng đó. Mà nếu chúng ta đi tiền không đủ được số tiền này để chúng ta đổ. Hay là cố gắng mà mua đất rồi cấp cho được cái chùa nữa. Thì cái trường hợp này, cái chùa này không đổ ra là tượng này không đổ. Nhưng mà đôi khi là ta khổ. Tôi thấy có nhiều thầy, nhiều ni sư cất chùa chưa xong mà chết mất thì mà chết như vậy chứ là việc không còn. Thì đối với tôi, tìm được Đức Phật ở trong kinh, tìm được Đức Phật ở trong kinh để chúng ta tu hành. Cho nên bây giờ Đức Phật đi xa rồi thì những cái đứa con mà mất bản tâm thì bây giờ mới lo lo bức tượng Phật để thờ, lo các chùa để thờ. Nhưng mà những đứa con không mất bản tâm đó, thì lại sưu tầm những lời dạy của Đức Phật lại để ứng dụng trong cuộc sống tu hành. Hai cái này khác nhau. Mà cái người ứng dụng lời dạy của Đức Phật đó, trên đây bảo là lấy thuốc đem ra sử dụng, lấy thuốc cũ đem ra sử dụng. Thì bây giờ đó, cách Phật xa là mấy ngàn năm rồi mà kinh điển Đức Phật còn để trong tủ đó. Cho nên bây giờ chúng ta mới lấy ra, lấy hết kinh điển ra, lấy hết các thuốc ra. Rồi bây giờ chúng ta đem phân ra, coi thử cái thuốc nào trị bệnh nào, cái này có đủ. Thế nên thuốc nào để trị cái bệnh nào đây? Thì bây giờ chúng ta đầu tiên coi lại có mình bệnh nào và nên sử dụng thuốc nào. Cho nên đối với tôi thì lấy pháp đem ra, rồi mới so sánh với cái nghiệp của mình mà tự tu hành và chữa nghiệp của mình. Thế tự tu hành chữa nghiệp của mình thì tự nhiên nó mình khỏe mạnh hơn. Đây là ở trên cái bước đường tu hành này, cái thực chất là được. Cho nên
cái chủ trương tu của tôi đó, là làm sao mà cho cái tâm không buồn phiền, làm sao mà chúng ta có cái thân không buồn bệnh. Tâm không buồn, thân không bệnh và sống của cuộc đời hữu ích. Ba cái này là ba cái chính. Tại sao tôi tìm ở trong kinh ra đó, tìm tất cả các cái pháp mà của Đức Phật dạy đó, ở trong kinh đó tôi rút ra lấy cái này để ứng dụng vào trong cuộc sống của mình và để làm sao cho tâm hết buồn phiền, làm sao cho thân mình được khỏe mạnh và làm sao cho lợi ích của cuộc đời này. Ba cái này là cái cốt lõi của Đức, cốt lõi của Đức Phật muốn dạy chúng ta. Cho nên đem soạn hết, dỡ hết cái tu thuốc gia truyền ra. Cái tu thuốc gia truyền này đó là gồm có đến ta gọi là 84.000 pháp môn tu, hay ta gọi là tam tạng thánh giáo, ta gọi tam tạng thánh giáo, đem hết ra đây. Không phải đem hết ra rồi uống hết, lấy hết tất cả các thuốc này mà uống đó thì này chết. Ta ra tất cả những người tu này, cái điều quan trọng nhất là biết lựa. Ta ra biết lựa gọi là tùy bệnh cho thuốc, tùy bệnh mà ứng dụng thuốc. Còn những người đó cũng theo đạo Phật, cũng theo đạo Phật nhưng mà không biết cái này, không biết lựa, mất bản tâm rồi. Cho nên anh cứ thấy đây là thuốc gia truyền, cứ lấy ra uống. Ta lấy thuốc gia truyền ra mà uống thì cái này bảo là nó không đỡ về nhanh thì nó đỡ về dục. Cái này là hỏng, cái này là hỏng rồi. Cái này ngày xưa tôi mới đi tu, tôi tới cái chùa Từ Quang ở trên Hóc Môn thì thầy Từ Quang nó mới kể tôi nghe câu chuyện như thế này. Nên thầy Từ Quang đó là cái lúc mà còn trẻ đi tới hút một cái thang thuốc, hút một cái thang thuốc của ông thầy chú Bách. Nhưng mà cái thang thuốc đó của ông thầy chú Bách đó, hút cho cái ông thầy đó là về chữa bệnh cảm, chữa bệnh cảm. Nhưng mà cái ông thầy thuốc đó, ông là đi bán, ông lại cũng để một thang thuốc cảm với một thang thuốc gì cũng đàn bà nó biết. Cái người đệ tử ông nó không biết, nó mới lấy cái thang thuốc chữa cho ông, cho phụ nữ đem về cho thầy sắc cô uống. Thì cái chuyện xảy ra chuyện này không được, nguy hiểm vô cùng. Đây là ở trên cái thuốc đường tu hành này, cho nên đây cũng là thuốc. Cho nên những người tu mà uống lầm thuốc mà uống lầm pháp á, thì cái này cũng bình giống như vậy. Tất cả những cái bệnh sanh ra, cho nên uống lầm thuốc, cho nên thuốc này trở thành độc. Cho nên thuốc này trở thành độc. Thì khi mà thuốc này biến trở thành độc rồi, trở thành chấp. Chấp cái này, chấp cái kia, chấp cái nọ, rồi để tự hạn chế mình, tự làm khổ mình. Cho nên như vậy đó, chấp rồi, lúc bây giờ đó, không bệnh trở thành bệnh. Cái điều thứ nhất đó là không bệnh trở thành bệnh. Nên có nhiều người nói là trước đây em chưa đi tu thì tôi cũng khỏe mạnh. Nhưng mà bây giờ đó, đi tu rồi vô trong chùa ở 5-10 năm rồi đó, bây giờ sanh ra đủ thứ bệnh hết. Ở đây có đi sư nào bệnh này? Nếu bệnh tu mà bệnh như vậy đó thì đây tôi coi như cũng là thuốc. Tôi đã uống lầm thuốc, cho nên thuốc đó là hay nhưng mà sử dụng không đúng bệnh cho nó thành được. Thế nên tôi nói thế này, ví dụ như bây giờ đa số người Việt chúng ta nghe nói tu thiền hay, cho nên nói tu thiền hay thì lúc bây giờ ai cũng nghĩ tới tu thiền, ngồi càng lâu càng tốt. Thế nên ngồi thiền được càng lâu càng tốt. Nhưng mà có người ngồi thiền thì sao? Thường ta gọi là tẩu quả nhập ma này có. Tẩu quả nhập ma tại vì tôi thấy có những người mà điên cùng tới tìm tôi. Cái người điên cùng tới tìm tôi là do cái nguyên nhân tu sai này mà. Ta tu thiền để sanh ra trí tuệ, nhưng mà tu thiền để sanh ra cùng điên thì cái điều này là uống lầm thuốc. Cho nên có những người là tu được sanh ra bệnh hoạn. Thế nên tôi hỏi cho tại sao bệnh? Tại sao bệnh là cái trường hợp này đó là tại vì tu sai. Nên tu sai một cách nào đây?
Bây giờ ngồi thiền được rồi đó, thì ngồi đầu tiên đó, thì ngồi nửa tiếng, rồi ráng ngồi 1 tiếng, rồi ráng ngồi 2 tiếng, ráng ngồi đến 1 ngày. Đến 1 ngày, ngồi được 1 ngày rồi đó, làm được mấy lần về sau đó là 2 cái chân bại thương. Ngồi lâu quá rồi, ta đang ngồi lâu rồi, nó chèo được. Thì quý vị thấy sao? Cái này là tu sai. Ta đã tại sao chúng ta ngồi? Và ngồi để làm gì? Cái điểm này là điểm quan trọng. Tất cả những cái bệnh sanh ra do chúng ta sai. Tại vì ở trong cái lúc mà tu thiền, thì lúc bây giờ đó, đây là một cái pháp mà các vị tổ sư chúng ta đã thường hay nhắc. Phải là những người có trí tuệ. Ta gọi là thượng căn thượng trí, người ta làm gì vậy? Phải là những người có trí tuệ để kiểm tra cái cơ thể chúng ta, để chúng ta hành thiền, chứ không phải là ai làm. Nếu mà làm nó không kiểm tra được cơ thể thì cơ thể thành bệnh, và nếu làm nó không kiểm tra được tâm thì tâm thành bệnh, tâm thành bệnh. Cho nên một vị thiền sư đắc đạo, cái khi mà họ hướng dẫn cho thiền sư tu thì cái chuyện đầu tiên là họ phải kiểm tra được cái cơ thể của thiền sinh, họ phải kiểm tra được cái đầu của thiền sinh để đừng cho nó lệch hướng. Tại vì khi mà nó vào thiền rồi mà cái tư tưởng nó lệch hướng thì cái này nó gọi là khổ quả chẳng má. Còn cái khi mà vào thiền rồi mà không kiểm tra cơ thể được đó, thì cơ thể thành bệnh. Tất cả những này là cái điều mà quan trọng nhất. Không hiểu được cái yếu lý chỗ này, không ứng dụng, cho nên ai cũng tu, ai cũng làm thì cái này đó, mà đâu tu đó, tức là uống hầm thuốc. Rồi từ đó nó trở thành bệnh. Rồi đó là tôi tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, bây giờ là tôi mới khổ sở như thế này, tôi mới tàn tạ như thế này, là cái này cho nên trong kinh Pháp Hoa bảo là có người mất bản tâm mà có người không mất bản tâm mà. Cho nên cái người mà không mất bản tâm ấy, thì sao? Khi thấy cái người cha trở lại, khi thấy người cha trở lại thì bây giờ cái người cha này mới căn cứ vào trong tất cả các cái tình trạng của các con này mà ông mới làm thuốc để ông cho. Thì những người mất bản tâm ấy, thì không uống. Những người mà không mất bản tâm ấy, thì bây giờ uống. Cho nên uống được cái pháp của Đức Phật thì lúc bây giờ đó, chữa lành được. Ta nên chữa được lành bệnh. Thì lành bệnh đây là gì? Ta đã lành bệnh rồi, tức là cái bệnh chất này đã mất hết rồi, thân hết bệnh rồi, tâm hết bệnh rồi. Cho nên giữa cái tâm của chúng ta và cái tâm của Đức Phật đó, nó đồng nhau, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy Đức Phật thường còn. Đây là trên đúng đường tu. Cho nên tâm chúng ta hết bệnh rồi thì tâm ta là tâm Phật ngang nhau, cho nên bây giờ ta sống với cái tâm thanh tịnh đó, cái tâm chân như đó, thì tâm này là tâm Phật ngang nhau. Cho nên nó bảo rằng thấy Đức Phật không bao giờ chết, thấy Đức Phật chết. Còn những người mà tâm mê kia, những người không uống thuốc, cho nên những người không uống thuốc tức là không tu theo cái chánh pháp của Đức Phật, thì bây giờ nó giàu có thuốc đó nhưng mà cũng không uống. Thành ra những người này không chịu uống thuốc, cho nên không chịu tu đúng ở trong chánh pháp. Thì bây giờ nó vì cứu những cái người này, cho nên ông thầy thuốc này mới nói là bây giờ ta có việc phải đi ra nước khác. Ta có việc phải đi ra nước khác có nghĩa là Đức Phật nói rằng Ngài nhập Niết Bàn. Đức Phật nhập Niết Bàn tức là Ngài đi nước khác, đi chỗ khác, chứ không phải là chết. Cho nên khi Đức Phật nói rằng Ngài sẽ đi nước khác, nhưng mà thuốc Ngài để lại đây, tức là kinh điển Ngài để lại đây cho tất cả những người này để sử dụng. Thì bây giờ đó, rồi Ngài cho người khác về nói rằng cha ngươi đã chết rồi, thì mấy cái người con này sẽ mới tỉnh ngộ, mới lấy thuốc này uống. Và khi uống thuốc này rồi đó, thì lành bệnh mới thấy người cha trở lại, thì người cha mới nói rằng ta thiệt là còn nhưng mà phương tiện là nói chết. Thì bây giờ chúng ta tu hành ở đây, chúng ta
tin ở cái pháp ba, chúng ta nói là Đức Phật không vào niết bàn, Đức Phật không chết, nhưng mà tại vì chúng ta cuồng si, chúng ta không thấy thôi. Bây giờ mấy ni sư nói là Phật chết hay không chết? Phật không chết, tổ sư Minh Đăng Quang cũng không chết, nhưng mà quý vị cuồng si chứ không thấy. Cho nên khi nào chữa lành bệnh rồi thì lúc bây giờ thấy cái tâm của mình đã thanh tịnh rồi, thì cái tâm thanh tịnh của mình với cái tâm thanh tịnh của tổ, cái tâm thanh tịnh của Phật, ba cái này là một chứ không phải. Thì như vậy đó, là chúng ta làm niết bàn, làm niết bàn không có nghĩa là chết. Thì tôi gửi cho một số những cái ý như vậy để quý vị chữa cái sư đó cùng tu hành là đạt được cái kết quả trong một tu hành.